kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào bạn, mình là Huy. Hôm nay mình có trên tay một món đồ chơi rất là hay ho và muốn quay lại video này chia sẻ đến các bạn. Chủ yếu trong video này thì chúng ta sẽ điểm qua về mặt chức năng, về mặt thông số kỹ thuật, về mặt thông tin thôi. Còn trải nghiệm thực tế cũng như chất âm thì hẹn các bạn trong một video gần nhất. Trên tay mình đây đang là Ugreen Bluetooth Audio Receiver. Xét về mặt tính năng thì nó là một bộ thu Bluetooth chủ yếu là sử dụng dành cho tai nghe. Tiếp đến thì nó cũng có chức năng để có thể cắm vào máy tính hoặc cắm vào điện thoại một cách trực tiếp để làm bộ giải mã rời, đáp am rời cho PC, laptop hoặc là cho điện thoại để chúng ta được trải nghiệm một cái chất lượng âm thanh. Có thể là đôi khi nó sẽ nhỉnh hơn các cái laptop PC mà sử dụng các onboard cũ chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Tại sao mình mua cái sản phẩm này? Thì hôm trước trong đợt khuyến mãi thì có một anh là anh Khang trong group, anh có recommend mình, hôm đấy là nó giảm giá xuống còn hơn 400k. Thì anh bảo là hồi anh mua là tầm 600k, dùng thấy rất ổn, hôm đấy rẻ, thế là mình mua một chiếc. Mình có đăng lại deal nhưng mà chắc là không anh em nào quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này. Gần đây thì mình có chuyển qua sử dụng tai nghe có dây ấy, mình cũng có mượn được một vài cái tai nghe có dây khá là hay ho, nên là mình quan tâm nhiều hơn đến các cái thiết bị liên quan đến tai nghe có dây. Thì cái cách đóng hộp của sản phẩm này nó khá là đơn giản. Chúng ta sẽ có hình ảnh sản phẩm ở đây này. Nó sử dụng Bluetooth 5.0 này. Có One for Two. Để xem nào. Đây không biết là hai cách kết nối hay là có thể kết nối hai thiết bị cùng một lúc nữa. Có hỗ trợ NFC này. NFC. Bên cạnh này chúng ta sẽ có Qualcomm aptX HD. Mặt sau này là các cái thông số. Đầu tiên là modem của sản phẩm là CM402 Bluetooth 5.0. Cổng ra là 3.5mm này. Sạc bằng USB-C này. Các cái tần số đáp ứng này. Ok, codec hỗ trợ thì chúng ta có rất là đầy đủ. SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency và aptX HD này. Bên trong thì nó có một viên pin là 400mAh các bạn nhé. Thời gian sử dụng, thời gian sạc thì khoảng 2 tiếng. Và thời gian sử dụng thì khoảng 10 tiếng. Khoảng cách kết nối thì nó ghi là 10m. Đây là sản phẩm chính của chúng ta. Mình mới sạc pin và test qua được một chút. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Các bạn nên đọc qua nhé, để biết một vài thao tác. Tuy nhiên thì mình có đọc qua các cái thông tin trên trang chủ rồi ấy. Thì trong sách hướng dẫn sử dụng này chủ yếu là các bạn xem cái thao tác reset thôi, nếu như cần. Hoặc là chụp lại trong điện thoại, khi nào chẳng may cần thì chúng ta có thể sẵn xem. Còn sách hướng dẫn sử dụng thì không có gì. Chúng ta sẽ có một sợi cáp sạc các bạn nhé. Đó, tai C khá là dài. Một cái điểm mà đáng lẽ là có thể sử dụng như đắc am rời thì họ nên tặng kèm chúng ta các cái cáp liên quan đúng không ạ? Nhưng mà sản phẩm này giá rất là rẻ cho nên mình không thấy được tặng kèm cáp dữ liệu. Ví dụ như chúng ta cần một sợi cáp như này để cắm vào PC, laptop chẳng hạn, USB-A to Type-C truyền được dữ liệu để có thể làm đắc am rời, hoặc là các cái sợi cáp như thế này, Lightning to Type-C OTG để có thể cắm vào iPhone, hoặc là hai đầu C này để cắm vào các cái điện thoại Android. Tuy nhiên thì Ugreen họ không tặng kèm những sợi cáp này. Và cái khi mà họ giới thiệu ấy, họ tập trung rất nhiều vào cái chức năng Bluetooth là chính. Đây là sản phẩm chính của chúng ta này. Xét về mặt kích thước nhé, ở đây thì mình có một cái đồng hồ khác là cái BIM 2SE. Thì để cạnh đây để các bạn có thể thấy so sánh về mặt kích thước này. Cái này thì không có pin, cái này thì có sẵn pin bên trong 400mAh. Bên này thì chúng ta có BIM thì nó có nút chỉnh gain này. Nó có rất là nhiều công nghệ. Cái sản phẩm này nó rơi vào khoảng hơn 2 triệu cơ. Còn cái này là mình mua cũ của người quen. Bên cạnh này của chiếc Ugreen chúng ta sẽ có nút nhấn nguồn. Cũng như play pause này. Nó gọi là multi-function button. Nút này có khá nhiều chức năng. Tiếp đến là cộng trừ để tăng giảm âm lượng. Cũng như tiến lùi bài được bằng cách nhấn giữ cái nút này. Chúng ta sẽ có một cái kẹp ở đây. Để kẹp vào áo chẳng hạn, để cắm những cái tai nghe có dây này, sau đó kẹp vào áo để sử dụng. Thì nhìn cái kẹp này mình lại nhớ đến mấy cái máy nghe nhạc kiểu Sansa,
clip zip gì đấy. Ngày xưa mình cũng mua. Xong rồi về một phát là mình chặt bỏ cái kẹp này, gọt phẳng luôn để cho nó mỏng. Thì cái receiver này chắc là mình cũng sẽ làm thế. Mình sẽ sử dụng nó. Ok, chúng ta sẽ bật nguồn lên này. Toàn bộ bằng nhựa các bạn nhé. Tuy nhiên thì nó cũng khá là nặng. Nhấn giữ nút này để bật nguồn. Có cả biểu tượng NFC ở đây. Bên cạnh này chúng ta sẽ có một đèn này. Nó nhấp nháy xanh đỏ như này là đang ở trạng thái là chưa kết nối và tìm kết nối. Mình sẽ kết nối nhé. Kết nối thì các bạn có thể mở Bluetooth của điện thoại ra xong rồi dò là kết nối. Hoặc là như ở đây mình có chiếc V30 có NFC này. Mình ví dụ như Bluetooth đang tắt chẳng hạn, mình sẽ chạm vào đây. Mình cũng không dùng NFC mấy khi, cho nên cũng không biết chính xác nó ở đây không. Nãy mình thử đấy, chạm vào một phát thì nó sẽ báo này, ghép cặp với thiết bị Bluetooth này. Chọn có này, chọn ghép đôi này. Như vậy là đã ghép đôi thành công. Ghép nối xong này. Ví dụ mình tắt Bluetooth đi, lần sau muốn kết nối lại chỉ cần chạm một cái là nó tự kết nối luôn. Đó, không cần thao tác thêm gì. Đấy, kết nối xong rồi này các bạn. Sau khi kết nối xong thì các bạn vào phần cài đặt này. Nhấn giữ đây. Vào setting này. Ở đây thì cái thiết bị này nó có aptX HD, cho nên trong phần cài đặt của V30 mình nó sẽ có là cho tùy chọn kết nối ổn định nhất hoặc là chất lượng âm thanh tốt nhất. Thì mình sẽ chọn sang chất lượng âm thanh tốt nhất. Nó sẽ chuyển sang codec là aptX HD các bạn nhé. Lúc này thì chúng ta có thể cắm tai nghe vào đây và thưởng thức nhạc được rồi. Ở trên này thì chúng ta sẽ có đèn báo này. Cái đèn báo này nó sẽ nháy các màu khác nhau tùy theo cái codec đang sử dụng là codec gì các bạn nhé. Hiện tại thì ở đây các bạn sẽ thấy nó nháy màu tím này. Để mình tìm xem nào. Đó. Cái màu này có phải màu tím không? Màu hồng hồng. Thì đây là đang aptX HD. Thế còn nếu như mà ban nãy mình chọn là ổn định nhất ấy. Đây, mình sẽ chọn này. Ổn định nhất. Thì cái này nó khá giống con 1000XM4 của mình. Là nó sẽ chuyển sang màu xanh lá. Màu xanh lá này là codec AAC các bạn nhé. Thế còn màu vàng thì là sẽ là codec aptX. Còn màu xanh dương thì là codec SBC. Đấy, mỗi màu nó sẽ có tương ứng với một codec khác nhau mà tai nghe nó đang sử dụng. Đây là màu xanh này. Mình sẽ chuyển lại về aptX HD cho bạn xem. Chuyển sang chất lượng cao nhất này. Đó, nó sẽ chuyển sang aptX HD. Thì đây là cái thiết bị của chúng ta. Cách dùng đầu tiên là sử dụng Bluetooth và nó hỗ trợ đến aptX và aptX HD, aptX Low Latency nữa. Tiếp đến thì còn một cách dùng nữa là cách dùng như một cái dongle, giống như là chiếc Beam 2SE của mình ở đây. Thì mình sẽ tắt nguồn nó đi này. Sau khi tắt nguồn thì chúng ta có thể sử dụng sợi cáp như này, A to C, để cắm vào PC laptop. Sau đó thì đầu này của chúng ta sẽ cắm vào tai nghe. Sử dụng nó như một bộ DAC AM rời. Bộ thu phát này nó sử dụng chip DAC bên trong là CS43131. Con chip DAC này thì mình tìm thì thấy nó sẽ xuất hiện ở các cái dongle tầm giá loanh quanh 500k. Tức là nếu như chúng ta mua cái sản phẩm này rơi vào khoảng 500-600k thì về mặt tính năng mình thấy nó khá là hời. Thế còn chất âm thì các bạn cần phải thử thêm. Về mặt tính năng thì ngoài việc có con chip DAC CS43131 ra thì chúng ta còn có thêm Bluetooth này, có hỗ trợ rất là nhiều codec này, có thêm NFC này, có pin bên trong này, là một cái bộ thu Bluetooth. Nếu không muốn dùng cho tai nghe thì các bạn có thể sử dụng cho loa hoặc là các cái dàn âm thanh ở ngoài mà chưa có Bluetooth. Nói chung là all in one đấy. Ok, cách này thì chúng ta sẽ cắm vào PC laptop bằng cái sợi này. Hoặc là chúng ta có thể cắm trực tiếp vào điện thoại bằng sợi hai đầu tai C. Hai đầu tai C này mình dùng cái dây cáp sạc thông thường ấy, thì nó cũng nhận đầy đủ chức năng nhé.
Tính ra thì cái tính tương thích của nó rất là tốt. Và các bạn có thể mua các cái sợi cáp hai đầu C mà loại sạc bình thường cũng có thể được, không nhất thiết phải sử dụng những cái sợi cáp chuyên dùng kiểu như này. Cắm vào thì nó sẽ nhận là một cái tai nghe có dây và các bạn có thể tăng giảm âm lượng được này. Đó. Play pau nhạc này, con tai nghe này thì đồng hồ này nó kéo rất là khỏe các bạn. Nó quảng cáo là có thể kéo được những cái tai nghe trở kháng cao lên đến 300 ohm. Thì mình có một cặp tai nghe earbud ở đây là 150 ohm thì mình cũng thấy nó cũng chạy khá là ok. Thì đây là cái cách dùng thứ hai. Các bạn có thể cắm trực tiếp nó vào điện thoại. Mình thấy có một số anh em mua và có feedback là sử dụng cắm trực tiếp này thì nghe nó sẽ âm thanh nó chắc hơn, độ chi tiết cao hơn. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng từng thời điểm. Có những lúc thì chúng ta cần ngồi một chỗ thì chúng ta có thể cắm như này. Còn những lúc cần di chuyển thì chúng ta có thể sử dụng Bluetooth. Tăng giảm âm lượng này. Play pause này, nhấn một lần vào đây, nhấn một lần nữa để play nhạc. Ok, video này thì mình muốn chia sẻ nhanh đến cho các bạn về mặt chức năng của cái mẫu gọi là bộ thu Bluetooth. Họ giới thiệu chủ yếu là về tính năng thu Bluetooth, nhưng mà mình thấy anh em mua về là sử dụng cắm như kiểu dongle này nhiều hơn là sử dụng Bluetooth, khá là hay, all in one. Mình sẽ cắt bỏ cái kẹp này đi, tại vì mình sẽ không dùng đến. Và mình thấy thì nếu như so với Beam 2SE, mình mua được hai cái sản phẩm này thì giá nó chênh nhau cũng khá khá, nhưng mà con Beam 2SE thì nếu như so thì chiếc U-Green này nó sẽ kéo khỏe hơn này, mình đang thấy như vậy. Thứ hai nữa là chất âm thì hai cái khác nhau. Con Beam 2SE này thì nó có độ chi tiết tốt hơn chiếc U-Green này. Chiếc U-Green này khi mình cắm vào thì mình thấy là chất âm của nó rất là theo kiểu rất là đầy đặn, rất là sôi thịt đấy. Cắm có thể nghe nhạc sôi động các kiểu thì nó sẽ rất là hợp. Thì tùy nhu cầu của các bạn. Đấy là cái cảm nhận ban đầu của mình. Mình sẽ test thêm xem như thế nào. Tiện đây trong video thì mình cũng sẽ gọt bỏ cái phần kẹp đi. Ngày xưa mình mua cái Sansa Clip hay là Clip Zip gì đấy nhỏ xíu, mình cũng gọt bỏ nó đi thì nó nhìn nó rất là mảnh và đẹp. Đầu tiên là chúng ta sẽ cạy bỏ đi. Ok, cái phần này thì hơi mỏng manh một tí. Các bạn lưu ý nhé, sản phẩm này thì sẽ được bảo hành 18 tháng nhé, nhưng mà mình thì mình không quan trọng lắm. Ngày xưa là mình con Clip Zip mình cũng mua về xong mình cũng gọt bỏ luôn cái này đi, gọt phẳng đi thì nó sẽ rất là mỏng. Lại nhắc đến chuyện con dao, trời, con dao này mình mua lúc mà nhìn nó trong hộp ấy nhìn rất là đẹp, bóc ra nhìn phèn kinh. Ok, nhìn đã mỏng hơn rất nhiều rồi các bạn. Cái này nó mới giống dongle chứ, dùng gì cái kẹp tầm này. Chúc các bạn xem video vui vẻ và mình sẽ để link bên dưới cho bạn nào cần thì tham khảo cũng như tiện săn sale nhé. Nếu mua được tầm giá các bạn đang cần dongle này và muốn thêm có một vài chức năng vui vẻ mà săn được tầm giá hợp lý thì mình thấy rất là đáng dùng đấy.